nhà khoa học Việt Nam duy nhất tại Nhật Bản có tên trong bảng xếp hạng của Research.com. Trang web Research.com, cổng thông tin điện tử dành cho các nhà khoa học toàn cầu, vừa công bố cập nhật bảng xếp hạng các nhà khoa học có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu năm 2023, trong đó có giáo sư Trần Đăng Xuân thuộc Đại học Hiroshima, người Việt Nam duy nhất tại Nhật Bản có tên trong danh sách này. Giáo sư Trần Đăng Xuân được vinh danh trong lĩnh vực nông nghiệp và khoa học thực vật. Ông đã công bố hơn 200 bài báo trên các tạp chí khoa học quốc tế và là nhà khoa học tìm ra hai hợp chất quý mô milactone A và mô milactone B trong lúa gạo có tác dụng ức chế ung thư và bệnh tiểu đường. Trong số 78 nhà khoa học của Đại học Hiroshima được xếp hạng, giáo sư Trần Đăng Xuân cũng là người nước ngoài duy nhất nằm trong danh sách này. Tại Việt Nam, có 14 nhà khoa học nằm trong bảng xếp hạng của Research.com, gồm tiến sĩ Hoàng Nhật Đức, tiến sĩ Trần Nguyễn Hải và phó giáo sư Bùi Quốc Tính, Đại học Duy Tân, phó giáo sư Lê Hoàng Sơn, giáo sư Nguyễn Đình Đức, phó giáo sư Từ Bình Minh và giáo sư Phạm Hùng Việt, Đại học Quốc gia Hà Nội, giáo sư Nguyễn Văn Hiếu, Đại học Phenica, phó giáo sư Trần Xuân Bách, Đại học Y Hà Nội, giáo sư Hoàng Văn Minh, Đại học Y tế Cộng đồng, giáo sư Nguyễn Xuân Hùng và tiến sĩ Phùng Văn Phúc, Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, phó giáo sư Nguyễn Thời Trung, Đại học Văn Lang, phó giáo sư Thái Hoàng Chiến, Đại học Tôn Đức Thắng,